Cô chào các em học sinh lớp 3. Chào mừng các em đã đến với lớp học trực tuyến. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em bài thực hành xem đồng hồ. Mục tiêu của bài học này chính là nhận biết được về thời gian và biết xem đồng hồ chính xác đến từng phút. Ở học kỳ 1, các em đã được học và làm quen với cách đọc giờ khi kim phút chỉ vào số 1 đến số 12. Bây giờ cô sẽ cho các em ôn lại đôi chút nhé. Trên đồng hồ có hai kim. Kim thứ nhất là kim ngắn, dùng để chỉ giờ. Khi kim chỉ vào số nào, ta sẽ đọc giờ của chính số đó. Kim thứ hai là kim dài, dùng để chỉ phút. Khi kim chỉ vào số 1 là 5 phút. Số 2, 10 phút. Số 3, 15 phút. Số 4, 20 phút. Số 5, 25 phút. Số 6, 30 phút. Số 7, 35 phút. Và tương tự cho các số còn lại, các bạn hãy quan sát nhé. Cô vừa giúp các em ôn lại cách xem đồng hồ. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng kiến thức đã được học để mở rộng thêm kiến thức mới của bài ngày hôm nay. Cô sẽ hướng dẫn các em xem đồng hồ chính xác đến từng phút một nhé. Các em hãy quan sát. Trên đồng hồ có các vạch nhỏ chia thành từng phút bằng nhau. Như vậy, khi kim phút di chuyển qua một vạch là tương ứng với một phút. Hiện tại đồng hồ chỉ 6 giờ. Các em hãy xem đồng hồ của cô bắt đầu quay nhé. Kim phút đã dừng lại ở vị trí số 2. Vậy để biết kim di chuyển qua bao nhiêu phút, các em hãy cùng đếm với cô xem từ số 12 đến số 2 là bao nhiêu vạch và ứng với bao nhiêu phút nhé. Chúng ta cùng đếm nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Như vậy, 10 vạch này sẽ ứng với 10 phút. Lúc này đồng hồ chỉ 6 giờ 10 phút. Tiếp theo, cô mời các bạn hãy quan sát nhé. Đồng hồ của cô bắt đầu quay. Kim phút đã dừng lại và di chuyển thêm 1, 2, 3 vạch nữa. Và 3 vạch này ứng với 3 phút. Để tìm số phút của đồng hồ này, các em chỉ việc lấy 10 cộng 3 bằng 13 phút. Lúc này đồng hồ chỉ 6 giờ 13 phút. Cô vừa hướng dẫn cho các em xem đồng hồ đúng đến từng phút một đó các em ạ. Tiếp theo cô có ví dụ thứ 3. Cô mời các bạn hãy quan sát nhé. Kim phút của cô bắt đầu quay. Và nó đã dừng lại ở vị trí số 11, ứng với 55 phút. Sau đó kim phút bắt đầu quay và đã di chuyển đến vạch nhỏ đầu tiên, ứng với 1 phút. Để tìm số phút, ta cũng làm tương tự. Ta lấy 55 cộng 1 bằng 56 phút. Vậy đồng hồ chỉ 6 giờ 56 phút. Ngoài cách đọc này, ta có thể đọc giờ kém. Các bạn hãy cùng đếm với cô còn bao nhiêu phút nữa là 7 giờ nhé. 1, 2, 3, 4. Chỉ còn 4 phút nữa là 7 giờ rồi. Lúc này ta có thể đọc là 7 giờ kém 4 phút. Cô có một lưu ý.
ta có thể đọc giờ kém khi kim dài đã vượt qua số 6 nhé. Thì cô vừa hướng dẫn các em cách đọc giờ chính xác đến từng phút một. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bước sang phần thực hành. Ở bài tập số 1 đưa ra cho chúng ta yêu cầu mỗi đồng hồ chỉ mấy giờ. Cô sẽ hướng dẫn cho các em đồng hồ A và đồng hồ D. Ở đồng hồ A, kim ngắn chỉ 2 giờ. Kim dài vượt qua số 1, có nghĩa là đã quay được 5 phút. Sau đó em sẽ đếm, kim dài nằm ở vị trí thứ 4 là ứng với 4 phút. Ta lấy 5 cộng 4 bằng 9. Lúc này đồng hồ chỉ 2 giờ 9 phút. Tương tự ở đồng hồ D, kim ngắn chỉ 9 giờ. Kim dài vượt qua mốc 30 phút và nằm ở vạch nhỏ thứ 4, có nghĩa là thêm 4 phút nữa. Ta lấy 30 cộng 4 bằng 34. Lúc này đồng hồ chỉ 9 giờ 34 phút. Các em có thể thấy kim dài đã vượt qua số 6 thì ta có thể đọc giờ kém. Cô và các em sẽ cùng đếm xem còn bao nhiêu phút nữa là 10 giờ nhé. Từ 7 đến 8 là 5 phút, 7 đến 9 là 10 phút. Tương tự chúng ta sẽ đếm tiếp 15, 20, 25. Và các bạn đừng quên ta phải cộng thêm 1 phút lẻ nữa là 26 phút. Như vậy 26 phút nữa là 10 giờ rồi. Ta có thể đọc giờ kém là 10 giờ kém 26 phút. Cô mời các bạn hãy làm những bài còn lại vào phiếu nhé. Cô mời các bạn làm bài. Sau khi làm xong, đây chính là kết quả của cô. Các bạn hãy dò lại bài nhé. Ở đồng hồ D, E, G, các em có thể viết một trong hai cách. Trong quá trình sửa bài, các em hãy bấm nút tạm ngưng nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 2. Bài này yêu cầu chúng ta đặt thêm kim phút để đồng hồ chỉ 8 giờ 7 phút, 12 giờ 34 phút và 4 giờ kém 13 phút. Các em hãy vận dụng cách đọc giờ mà cô vừa giảng. Em hãy xác định đúng số phút và số vạch, vẽ cho thật chính xác nhé. Khi các em đã vẽ xong, em hãy kiểm tra bài lại một lần nữa xem mình đã vẽ đúng với yêu cầu của đề bài hay không. Cô mời các bạn làm bài tập nhé. Sau đây chính là đáp án của cô. Ở câu A, câu B và câu C, chúng ta vừa trải qua hai bài tập. Tiếp theo mình sẽ làm tiếp hai bài nữa ở trang 125 và trang 126 nhé. Bài này đưa ra cho chúng ta yêu cầu xem tranh rồi trả lời các câu hỏi sau. Các em hãy quan sát tranh này nhé. Đây chính là thời điểm diễn ra hoạt động của bạn An trong một ngày. Em hãy xem đồng hồ và viết giờ tương ứng với từng thời điểm đó là lúc mấy giờ nhé. Cô mời các bạn làm bài. Sau đây chính là đáp án của cô. Câu A và câu B. Tiếp theo, câu C và câu D. Riêng câu D, các em có thể viết một trong hai cách. Hai câu cuối cùng, câu E và câu J. Qua bài tập này, các em thấy bạn An đã biết sắp xếp thời gian biểu sinh hoạt của mình trong một ngày. Vậy còn các em thì sao? Cô hy vọng trong thời gian nghỉ, các em cũng sắp xếp cho mình một thời gian biểu hợp lý nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài tập cuối cùng. Bài này yêu cầu chúng ta vào buổi chiều hoặc buổi tối, hai đồng hồ nào chỉ cùng thời gian? Các em có thể thấy các số được biểu thị trên đồng hồ này
là số La Mã mà chúng ta đã được học đúng không nè? Nó cũng tương ứng từ số 1 đến số 12. Để làm tốt bài này, cô sẽ hướng dẫn các em ôn lại cách đọc giờ vào buổi chiều và buổi tối nhé. Hiện tại đồng hồ đang chỉ 1 giờ. Cô có cách đọc khác, đó là 13 giờ. Tương tự, khi kìm ngắn chỉ số 2, 14 giờ. Số 3 là 15 giờ. Số 4 là 16 giờ. Số 5, 17 giờ. Số 6, 18 giờ. Số 7, 19 giờ. Tương tự, các em hãy quan sát nhé. Các em hãy áp dụng kiến thức cô vừa giảng, kết hợp với cách xem phút và làm bài tập cuối cùng này nha. Sau đây chính là đáp án của cô. Qua bài ngày hôm nay, bạn nào làm đúng, cô có lời khen. Những bài nào làm chưa chính xác, các em hãy sửa lại cho đúng nhé. Vừa rồi cô đã hướng dẫn các em cách đọc giờ. Các em biết không, đồng hồ thể hiện sự chuyển động của thời gian. Nhờ có đồng hồ mà chúng ta có một lịch làm việc và học tập hiệu quả. Qua bài học này, cô hy vọng các em biết cách xem đồng hồ để các em vận dụng tốt vào thực tế, biết sắp xếp một ngày sinh hoạt của mình thật hợp lý và khoa học nhé. Bài học ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Cô xin chào và tạm biệt các em.